Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cơ chế kiểm soát quyền lực sẽ quyết định thành bại của cải cách lần 2. Ngày 23 tháng 11, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận những thách thức và triển vọng của cải cách lần 2 thế nào của tác giả Doãn An Nhiên. Theo tác giả, cuộc cải cách lần này chỉ tập trung vào cải cách thể chế để thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, với tính chất từ bên trên xuống, lần cải cách này sẽ mạnh mẽ, có ý nghĩa quan trọng và sẽ đụng chạm đến lợi ích của một bộ phận quan chức trong hệ thống chính trị. Nếu đổi mới tránh cho chế độ rơi xuống bờ vực sụp đổ, thì lần cải cách này nhấn mạnh vào thịnh vượng về kinh tế. Tác giả nhắc đến ước tính của ông Lê Kiên Thành cho rằng 1/3 số quan chức bảo thủ với vỏ bọc ý thức hệ và sự chuyên chế nhà nước, hưởng lợi quyền và tiền từ những bất cập thể chế chính là thách thức lớn nhất đối với cải cách từ bên trên. Và đây là hình bài trên AFA. Các nhà quan sát đã chỉ ra rằng Việt Nam đang ở vào giai đoạn thoái trào của chu kỳ phát triển, trong đó tăng trưởng GDP cao nhưng rồi sụp và giảm tốc sau mỗi thập kỷ. Gắn liền với xu hướng này là vấn nạn tham nhũng ngày càng nghiêm trọng và lan rộng, hậu quả là cả hệ thống chính trị, bộ máy lãnh đạo và quản lý trì trệ, đạo đức quan chức xuống cấp. Tác giả liệt kê một số điểm chính mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập thời gian qua. 1. Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình để phát triển, vượt qua giai đoạn trì trệ của bộ máy. 2. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng là phương châm hành động. 3. Nội dung chủ yếu của cải cách từ bên trên để bước vào kỷ nguyên mới, gồm 7 nhóm giải pháp chính sách về cải cách phương thức lãnh đạo của Đảng, về tăng cường tính Đảng trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân vì dân, về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, về chuyển đổi số, về chống lãng phí, về công tác cán bộ, về kinh tế. 4. Một trong mục đích cải cách là hướng đến bộ máy Đảng, là tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tác giả cho rằng có vô số những điều cần bàn thảo để có thể thiết kế một chương trình cải cách cụ thể. Và đây là hình Tổng Bí thư Tô Lâm, người khởi xướng lần cải cách này. Tuy nhiên, bài học lớn nhất sau 40 năm đổi mới đó là triết lý và nguyên tắc cải cách là kiểm soát quyền lực, mà nếu xa rời nó thì kết quả sẽ không bền vững, chỉ nhất thời. Tác giả đề cập đến cuộc cách mạng thầm lặng của Đặng Tiểu Bình gồm 4 điểm chính như sau. 1. Là thay thế chế độ cai trị độc đoán cá nhân bằng nguyên tắc lãnh đạo tập thể. 2. Là bãi bỏ nạn sùng bái cá nhân và thay bằng một triết lý thực dụng, tìm kiếm sự thật từ thực tế. 3. Là giới hạn nhiệm kỳ và thể chế hóa sự kế nhiệm. 4. Là chế độ nghỉ hưu bắt buộc. Tác giả đánh giá các nguyên tắc này vận hành đúng qua 4 thế hệ lãnh đạo cho đến khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Ông đã phá vỡ các chuẩn mực trên, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ thứ 3, viết lại lịch sử, thay đổi hiến pháp để có thể cai trị trọn đời. Nếu coi ông Đặng Tiểu Bình là người mở đầu, thì ông Tập Cận Bình có lẽ sẽ là người kết thúc chu kỳ thịnh suy của chế độ tập quyền với những dấu hiệu quay lại kiểu lãnh đạo dưới thời Mao. Tác giả nhận định, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm những quy tắc tự kiểm soát, tha hóa quyền lực của chế độ tập quyền toàn trị khi vận dụng 2 lần trường hợp đặc biệt, quá tuổi và 3 nhiệm kỳ. Ngoài cách Đảng tự kiểm soát quyền lực dưới chế độ toàn trị, thì trên thế giới còn có nguyên tắc kiểm soát và cân bằng quyền lực trong chủ nghĩa tư bản. Ở đó, tự do thị trường tạo ra những động lực to lớn và sự sáng tạo thúc đẩy sự phát triển. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cơ chế kiểm soát quyền lực sẽ quyết định thành bại của cải cách lần 2. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bê bối cận vệ Lương Cường và vấn đề quấy rối tình dục tại Việt Nam. Ngày 22 tháng 11, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận vụ bê bối của cận vệ Lương Cường và vấn nạn quấy rối tình dục ở Việt Nam. Và đây là hình bài trên AFA. Theo đó, AFA cho biết tháng 4 năm 2018, phong trào #MeToo lan đến Việt Nam từ câu chuyện của phóng viên báo Tuổi Trẻ tố bị một cán bộ của báo này hiếp dâm. Sau đó là câu chuyện trong giới giải trí của vũ công Phạm Lịch, Lê Hoàng Nga My, người mẫu Kim Phượng tố cáo tình trạng bị gạ tình, bị quấy rối tình dục, thậm chí bị hiếp dâm. Nhưng rồi phong trào chìm xuống nhanh chóng bởi nhiều trở ngại về mặt luật pháp và thành kiến xã hội. Nhưng nạn quấy rối tình dục thì ở lại. Tháng 3 năm 2023, công ty truyền thông NOI chia sẻ bài viết dựa trên những khảo sát về sắc đẹp, hôn nhân, quấy rối tình dục, công việc được chính phụ nữ Việt Nam kể ra. Kết quả cho thấy gần 90% phụ nữ được khảo sát cho biết họ từng gặp tình trạng quấy rối tình dục, thậm chí khi còn rất nhỏ. AFA nhấn mạnh có hơn 60% số nạn nhân không tìm kiếm sự giúp đỡ vì không hiểu rõ đó là hành vi quấy rối, không biết phải phản ứng thế nào và không hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Cũng có những nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chỉ 20% hài lòng với sự hỗ trợ mà họ nhận được. AFA dẫn lời một nạn nhân chia sẻ, tôi không đủ tin tưởng để chia sẻ với người khác. Tôi lo lắng về những gì họ sẽ nói và tôi không muốn ai biết chuyện đó, kể cả người thân. Nếu tôi chia sẻ về điều đó, mọi người cũng sẽ có xu hướng trách móc tôi và điều đó càng khiến tôi cảm thấy dễ bị tổn thương hơn. Và đây là hình cận vệ của Chủ tịch nước tại Tòa án Chile ngày 11 tháng 11. AFA dẫn một phân tích của tiến sĩ tâm lý Phạm Quỳnh Hương. Theo bà, người phụ nữ sẽ bị áp lực xã hội và gia đình rất lớn khi nói ra chuyện bị lạm dụng tình dục cho người thân biết hay chia sẻ trên phương tiện truyền thông. Có trường hợp gia đình tan vỡ vì người chồng không chịu nổi áp lực từ dư luận. Cô gái trẻ không thể lấy chồng vì người yêu của cô không đủ can đảm bảo vệ cô khỏi những lời đàm tiếu. AFA nêu vấn đề, vụ việc liên quan đến cận vệ của ông Lương Cường, nguyên thủ quốc gia Việt Nam, bị bắt khi đi ban giao ở nước ngoài dưới cáo buộc quấy rối tình dục, khiến nhiều người đã có hỏi về sự dính líu của người có quyền ở Việt Nam trong vấn nạn quấy rối tình dục. Chỉ có người có quyền mới có thể chính trị hóa quấy rối tình dục nhằm mục đích bịt miệng nạn nhân. AFA nhắc lại câu chuyện nổi tiếng của nhà thơ Dạ Thảo Phương cách nay 2 năm, bà đăng trên Facebook rằng bà từng bị phó tổng biên tập báo văn nghệ Lương Ngọc An nhiều lần quấy rối tình dục trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2000, bất chấp những phản đối quyết liệt của bà. Sau đó, bà cùng với sự làm chứng của những người đã tố cáo với lãnh đạo báo văn nghệ, nhưng lời tố cáo đã không được giải quyết thỏa đáng. AFA cho rằng, ngoài yếu tố nhân quyền không được coi trọng, khía cạnh luật pháp không nghiêm cũng bị coi là yếu tố quan trọng, khiến tình trạng lạm dụng tình dục không thể xóa bỏ tại Việt Nam. Và đây là hình Chủ tịch nước Lương Cường. Ngoài chuyện người lớn bị quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục mà không thể lên tiếng, trẻ em lại là đối tượng bị xâm hại tình dục không ít ở Việt Nam. AFA kết luận, pháp luật Việt Nam hiện chưa xem lời khai của người bị xâm hại tình dục, đặc biệt của trẻ em là chứng cứ buộc tội, mà cần phải có chứng cứ cụ thể, nên để xử lý được đối tượng phạm tội sẽ vô cùng khó khăn. Người bị xâm hại tình dục ở Việt Nam chưa ý thức được việc phải kêu cứu ngay khi bị lạm dụng, bị quấy rối, do điều này không được dạy từ môi trường học đường từ bé như ở các nước phương Tây. Hơn nữa, tại Việt Nam vẫn còn nhiều gia đình cảm thấy ngượng ngùng khi nhắc đến vấn đề giáo dục giới tính. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bê bối cận vệ Lương Cường và vấn đề quấy rối tình dục tại Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.